Cô chào tất cả các em học sinh khối 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Tiết học hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập một số nội dung trọng tâm để chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 2 sắp tới. Nội dung gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là phần lý thuyết và phần thứ hai đó là một số câu hỏi bài tập luyện tập. Nội dung thứ nhất, sự trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật. Thì quá trình trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là sự hấp thụ, vận chuyển nước và muối khoáng ở rễ như thế nào? Nước và chất khoáng được hấp thụ từ trong đất vào rễ đó là nhờ lông hút. Lông hút là do các tế bào biểu bì kéo dài ra để tạo thành. Nước và chất khoáng sau khi vào lông hút sẽ qua biểu bì nè, đi vào trong thịt vỏ và đi vào trong mạch gỗ của rễ. Giai đoạn thứ hai đó là quá trình vận chuyển các chất ở trong thân diễn ra nhờ vào mạch gỗ và mạch ray. Mạch gỗ có chức năng là gì? Nó sẽ vận chuyển chủ yếu là nước và muối khoáng từ rễ nè qua thân lên đến lá. Đó chính là dòng đi lên. Mạch ray nó sẽ giúp vận chuyển các chất hữu cơ được tổng hợp ở lá đến các cơ quan hoặc là nơi dự trữ như là gì? Củ nè, quả nè, vân vân. Gọi đó là dòng đi xuống. Giai đoạn thứ ba đó là quá trình thoát hơi nước ở lá. Có khoảng 98% lượng nước cây hút vào sẽ bị mất đi qua quá trình thoát hơi nước. Quá trình thoát hơi nước được điều chỉnh, tức là nhanh hay chậm, là nhờ hoạt động đóng mở của khí khổng. Như vậy thì khí khổng sẽ đóng và mở khi nào? Như các em đã được tìm hiểu, thì khí khổng cấu tạo bởi gồm hai tế bào hình hạt đậu xếp vào nhau. Thành ngoài của tế bào hạt đậu thì mỏng, mà thành trong của tế bào hạt đậu thì dày. Khi tế bào hạt đậu này hút nhiều nước, gọi là trương nước, thì thành ngoài sẽ giãn và làm cho thành trong của tế bào hạt đậu cũng giãn và cong theo màng ngoài. Như vậy nó sẽ tạo ra một khe hở ở giữa hai tế bào hạt đậu. Lúc này khí khổng sẽ mở. Và khi tế bào hạt đậu này thoát bớt nước ra ngoài, tức là mất nước đi, thì màng ngoài và màng trong của tế bào hạt đậu sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Thì lúc này khí khổng sẽ đóng. Nhé các em. Và em lưu ý nè, khí khổng ở lá nó không đóng hoàn toàn. Nhé các em. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước là gì? Thứ nhất đó là tạo động lực cho sự vận chuyển nước và muối khoáng ở trong cây nè. Thứ hai đó là điều hòa nhiệt độ bề mặt của lá. Và thứ ba là giúp cho khí carbon dioxide đi vào trong lá cung cấp cho quá trình quang hợp và nó sẽ giải phóng khí oxygen ra ngoài môi trường nha. Nội dung tiếp theo đó là sự trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật. Thứ nhất, con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn ở động vật như thế nào? Cụ thể ở đây đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về sự thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người. Nó diễn ra gồm có các giai đoạn chính, đó là thu nhận và biến đổi thức ăn, hấp thụ các chất dinh dưỡng và cuối cùng là thải các chất cặn bã nha. Em hãy quan sát sơ đồ sau. Đây là các cơ quan trong ống tiêu hóa của người nha. Đầu tiên đó là miệng. Miệng là nơi sẽ thu nhận và nghiền nhỏ thức ăn, sau đó đẩy thức ăn đi xuống thực quản nè. Thực quản sẽ giúp vận chuyển thức ăn đi xuống dạ dày. Dạ dày là nơi sẽ tiêu hóa một phần thức ăn nhờ sự co bóp của dạ dày cùng với enzyme tiêu hóa. Ở ruột non thì tại đây thức ăn sẽ được tiêu hóa hoàn toàn và xảy ra hiện tượng là sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng đi vào trong máu nha. Còn ruột già chủ yếu sẽ hấp thụ nước và một số chất còn lại, tạo phân và các chất khí. Trực tràng là nơi chứa phân trước khi thải ra ngoài. Và cuối cùng đó là hậu môn. Hậu môn sẽ giúp thải phân cũng như là các chất khí ra khỏi cơ thể nha. Như vậy con đường vận chuyển các chất trong ống tiêu hóa ở người đầu tiên đó là qua miệng nè, thực quản nè, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng và cuối cùng đó là qua hậu môn nha. Phần B là quá trình vận chuyển các chất ở động vật.
nước, các chất dinh dưỡng, sản phẩm thải của quá trình trao đổi chất được vận chuyển trong cơ thể động vật nhờ hoạt động của hệ tuần hoàn. Ở người thì sự vận chuyển các chất này được thực hiện thông qua vòng tuần hoàn phổi nè và vòng tuần hoàn các cơ quan. Về nhu cầu dinh dưỡng của con người thì như thế nào? Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là khác nhau nhé, tùy thuộc vào độ tuổi nè, trạng thái sinh lý nè, giới tính, hoạt động hàng ngày. Nếu chúng ta cung cấp quá thừa hay là quá thiếu chất dinh dưỡng sẽ gây hại cho cơ thể. Chẳng hạn như là gì? Ví dụ như là thừa chất dinh dưỡng sẽ gây bệnh lý béo phì nè, thừa chất béo sẽ gây bệnh tim mạch, hoặc là thiếu chất dinh dưỡng cũng không được. Ví dụ như là thiếu vitamin C sẽ giảm sức đề kháng nè, thiếu vitamin A sẽ gây một số bệnh về mắt như là khô mắt, quáng gà nha. Thì để phòng tránh một số bệnh do dinh dưỡng không hợp lý gây nên, chúng ta cần có những biện pháp gì? Có hai biện pháp cơ bản các em lưu ý. Thứ nhất, có chế độ dinh dưỡng hợp lý nè, cân đối các chất và đa dạng các loại thức ăn. Thứ hai đó là không ăn quá thừa hay là quá thiếu các chất cần thiết. Các em lưu ý điều này nha. Nội dung tiếp theo đó là sự cảm ứng của sinh vật. Cảm ứng của sinh vật đó là khả năng gì? Đó là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại kích thích từ môi trường bên ngoài hay là môi trường bên trong cơ thể. Vai trò của cảm ứng đối với sinh vật đó là giúp cho sinh vật thích nghi với sự thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển. Ở thực vật cũng có khả năng cảm ứng. Cảm ứng ở thực vật đó là khả năng tiếp nhận kích thích và cũng phản ứng lại kích thích của môi trường thông qua vận động của các cơ quan, bao gồm các hình thức như là tín hướng sáng, tín hướng nước, tín hướng tiếp xúc và tín hướng hóa. Thì dựa vào khả năng cảm ứng của thực vật, người ta đã tác động làm thay đổi môi trường sống nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm cây trồng. Ví dụ, người ta ứng dụng tín hướng nước để trồng cây thủy sinh, cây gần bờ ao mương nước, v.v. Hay là ứng dụng tín hướng tiếp xúc để làm giàn cho các loại cây leo như là bầu bí mướp. Ứng dụng tín hướng sáng để tạo ra dáng cây bonsai, trồng xen canh giữa các cây ưa bóng và cây ưa sáng để tận dụng triệt để cái nguồn sáng. Tập tính ở động vật. Tập tính là gì? Tập tính là một chuỗi các phản ứng của cơ thể động vật trả lời kích thích từ môi trường bên trong hay là môi trường bên ngoài cơ thể. Có hai dạng. Dạng thứ nhất là tập tính bẩm sinh. Đây là loại tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ và đặc trưng cho loài. Ví dụ như là hiện tượng nhện nhăn tơ nè, trẻ sơ sinh biết bú mẹ nè ha, hay là ve kêu vào mùa hè, vân vân. Thứ hai đó là tập tính học được. Đây là tập tính được hình thành trong đời sống của cá thể thông qua quá trình học tập cũng như là rút kinh nghiệm. Ví dụ như là người tham gia giao thông sẽ dừng phương tiện lại khi gặp đèn đỏ, hay là khỉ nó tập đi xe đạp. Dựa vào những hiểu biết về tập tính của động vật, người ta đã ứng dụng để tạo ra môi trường sống phù hợp nhằm nâng cao năng suất của vật nuôi cây trồng, đáp ứng nhu cầu khác nhau của con người. Ví dụ như là người ta dùng đèn để bẫy côn trùng, dùng tiếng chuông kẽn để gọi động vật. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. Sinh trưởng là gì? Đó là sự tăng lên về kích thước và khối lượng cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước của tế bào. Còn phát triển, đó là sự biến đổi của cơ thể sinh vật bao gồm 3 quá trình liên quan mật thiết với nhau. Đó là sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan của cơ thể. Sinh trưởng và phát triển đó là hai quá trình trong cơ thể sống có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sinh trưởng sẽ tạo tiền đề cho phát triển và phát triển sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng. Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật bao gồm 4 yếu tố cơ bản, đó là nhiệt độ, ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Trong nội dung này, các em lưu ý kiến thức về mô phân sinh. Mô phân sinh là gì? Đó là nhóm các tế bào có khả năng phân chia, giúp cho thực vật tăng trưởng về kích thước. Có hai loại mô phân sinh. Thứ nhất, đó là mô phân sinh đỉnh, nằm ở vị trí đỉnh của thân và rễ, có chức năng làm gia tăng chiều dài của thân và rễ. Hai, đó là mô phân sinh bên, phân bố theo hình trụ và hướng ra phía ngoài của thân, có chức năng làm tăng độ dày hay là đường kính của thân, rễ và cành.
Sau đây là một số câu hỏi bài tập luyện tập để vận dụng nha. Các em, câu hỏi xin thứ nhất nè. Nhu cầu dinh dưỡng ở mỗi người sẽ là khác nhau, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Thì khi mà mình xác định được nhu cầu dinh dưỡng của từng đối tượng, thì lúc này mình mới có một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để không gây hại cho cơ thể. Nè, em hãy nhận xét nhu cầu dinh dưỡng của những đối tượng sau và giải thích. Ở đây cô lấy một ví dụ. Ví dụ là nhân viên văn phòng đi, thì nhu cầu dinh dưỡng chỉ vừa đủ thôi, bởi vì họ không cần phải lao động nặng nha các em. Phụ nữ mang thai thì nhu cầu dinh dưỡng sẽ cao hơn, vì các chất dinh dưỡng ngoài việc cung cấp cho người mẹ thì còn cung cấp cho thai nhi. Như vậy các đối tượng còn lại thì các em dựa vào kiến thức các em đã học thì các em hãy xác định nhé. Câu hỏi 2. Em hãy xác định đâu là tập tính bẩm sinh nè và đâu là tập tính học được trong mỗi hiện tượng dưới đây. Hiện tượng đầu tiên đó là cá nổi lên mặt nước khi nghe tiếng chuông. Đây là tập tính gì nè? Đây là tập tính học được. Vì sao chúng ta xác định được nó là tập tính học được? Lấy ví dụ như thế này, thì em thấy thông thường khi mà chúng ta cho cá ăn rải thức ăn trên mặt nước thì cá mới ngoi lên để mà lấy thức ăn. Bây giờ làm như thế này, trước khi rải thức ăn xuống nước thì người ta sẽ gõ chuông hoặc là gõ kẽn, sau đó mới cho thức ăn rải trên mặt nước. Thì lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thì sau này chỉ cần nghe tiếng chuông thôi thì cá nó sẽ ngoi lên mặt nước để mà tìm thức ăn. Ha, thì đây là tập tính học được nha. Hiện tượng thứ hai đó là tay rụt lại khi chạm vào vật nóng. Ví dụ như tay em lỡ mà chạm vào một vật nóng nào đó hay là vật nhọn sắc nào đó, mình cảm thấy đau thì mình sẽ rụt tay lại liền. Thì đây là tập tính gì? Tính bẩm sinh. Ha, sinh. Tương tự như vậy thì các em hãy phân tích những hiện tượng còn lại và xác định xem đâu là tập tính bẩm sinh và đâu là tính học được nha. Câu hỏi số 3. Hãy xác định hiện tượng cảm ứng ở thực vật. Tác nhân gây ra cảm ứng này là gì và ý nghĩa ra sao trong mỗi hình dưới đây? Hình đầu tiên, các em hãy quan sát nè. Lưu ý sự khác biệt giữa hai cây thí nghiệm này. Cây thứ nhất bên tay trái, cây thứ hai là bên tay phải nhé. Thì cây bên tay phải có đặt một chậu nước ở gần đó, tức là cái nguồn nước ở gần đó, bên cạnh đó. Cây thứ nhất, em quan sát nè. Hệ rễ của nó phát triển bình thường, tức là rễ lan tỏa đều ở mọi nơi. Đúng chưa? Còn cây thứ hai ở bên tay phải thì em thấy do nguồn nước ở cạnh đó thì em quan sát là rễ của nó phát triển hướng mọc dài qua phía nào? Về phía nào? Đó là về phía có nguồn nước, đúng không các em? Thì đây là hiện tượng, đó là tính hướng nước của rễ. Tác nhân gây ra đó chính là nước. Và ý nghĩa là gì? Giúp cho rễ cây tiếp cận được với nguồn nước dễ dàng hơn, để nó hút được đủ nước cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể. Được chưa nào? Tương tự ở hình thứ hai, hình thứ ba, các em hãy vận dụng những kiến thức đã được học, giải thích hiện tượng trên, tác nhân gây ra là gì, ý nghĩa như thế nào. Câu hỏi số 4, trả lời một số câu hỏi sau. Câu A, các giai đoạn nào sau đây cây cần tưới nhiều nước? Giải thích nè. Cây chuẩn bị ra hoa, cây ở thời kỳ thu hoạch quả, cây đâm chồi đẻ nhánh. Thì giai đoạn cây đâm chồi đẻ nhánh và chuẩn bị ra hoa, cây cần nhiều nước vì đây là thời kỳ sinh trưởng mạnh. Cây cần tổng hợp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình sinh trưởng. Cho nên chúng ta cần tưới nhiều nước cho cây vào hai giai đoạn này nhé. Câu B, vì sao trước khi trồng cây người ta cần cày xới đất nè các em? Bởi vì trước khi trồng cây cần cày xới đất để làm cho đất được tơi xốp, thì khí oxygen nó sẽ dễ dàng xâm nhập vào trong đất để cung cấp cho hoạt động hô hấp của rễ, giúp cho hệ rễ phát triển tốt nha. Cây cũng sinh trưởng tốt theo các em. Tương tự hai câu còn lại, vì sao khi bứng cây đi trồng ở một nơi khác cần phải cắt bớt cành và lá? Trong những ngày hè nóng bức, người ta thường tưới nhiều nước cho cây trồng hơn, vì sao?
Hai câu hỏi này là ứng dụng trong cái nội dung kiến thức, đó là sự thoát hơi nước ở lá. Như vậy vận dụng những kiến thức các em đã học thì em hãy tự giải thích hai câu hỏi này như thế nào nhé. Và thầy cô trên lớp sẽ hỗ trợ thêm cho các em nhé. Như các em đã biết, nước có vai trò rất là quan trọng trong cơ thể của mọi sinh vật, kể cả con người, đúng không nào? Theo khuyến nghị năm 2012 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ em ở tuổi vị thành niên, đó là lứa tuổi của các em hiện tại đó, cần khoảng 40 ml nước trên 1 kg thể trọng mỗi ngày. Thì dựa vào khuyến nghị này, em hãy tính lượng nước cần uống mỗi ngày của bản thân mình để đảm bảo nhu cầu nước cho cơ thể nè. Các em sẽ tính như thế nào? Giả sử cân nặng của em là 30 kg, thì lượng nước cần uống mỗi ngày đó là lấy 30 nhân cho 40. 30 đó là gì? 30 đó là kg thể trọng của cơ thể. Mình nhân cho 40 đó là 40 ml nước trên 1 kg thể trọng. Như vậy, lượng nước cần uống cho người có thể trọng 30 kg đó là 1.200 ml nước. Đúng không? Tiết ôn tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em lưu ý nè, ôn thật kỹ nội dung phần lý thuyết, trả lời các câu hỏi, làm bài tập luyện tập. Cô chúc các em ôn tập thật tốt. Cô mến chào tất cả các em.